Video chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành vi tiêu cực nào đi ngược thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, và hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Bean đây bạn ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cả một cái video Play Together nữa cùng với mình nha. Thì dạo gần đây các bạn rất là thích xem Play Together trên kênh Mr. Bean Gamer, nên là mình đã cố gắng quay rất nhiều clip cho bạn coi. Các bạn đừng nóng lòng nha, bởi vì là thực ra có nhiều bạn là rất là muốn coi video, nhưng mà một ngày mình chỉ được phép đăng 1 cho đến 2 video thôi, mà dạo này mình quay nhiều lắm. Nên là các bạn cứ từ từ, các video sẽ lần lượt được đăng lên mỗi ngày nha. Nên là các bạn nhớ là để cho mình một like, một subscribe, nhớ subscribe. Và bên cạnh đấy nữa thì nhớ tìm tên mình ở trong game. Và sau đó các bạn hãy nhớ là thả tim cho mình nha các bạn ơi. Nếu như bạn nào vẫn chưa biết tìm tên mình ở trong game Play Together thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nào. Các bạn chỉ cần vào phần tìm kiếm là đó, các bạn gõ chữ là Mr. Vịt đó, IT, MR Vịt IT như này nha các bạn. Rồi các bạn ấn tìm kiếm bạn bè đó là các bạn sẽ tìm thấy tên mình nè. Sau các bạn ấn vào đây và nhớ thả tim cho mình nha, thả tim. Và các bạn nhớ là thả sao cho mình nếu mà thấy mình mở phòng nha. Mình sẽ mở phòng rất là nhiều nên các bạn hãy để ý và vào chơi với mình nhá. Ok. Rồi mình nói là chơi, thực ra là mình mở phòng để cho các bạn vào chơi với mình thì có, còn mình thì đi làm việc. Ăn đù. Ok, các bạn mình giận với nhau bởi vì phải làm việc thì mới có clip để score chứ đúng không? Rồi, ok, thì như các bạn đã biết thì mình đang gọi là mặc bộ đồ zombie. Trong cái video hôm trước mình đã quay hai cái video, đó là thử thách gọi là chơi zombie, trốn tìm zombie lúc 1 giờ sáng. Và một cái là thử thách gọi là tìm kiếm xem, gọi là chơi Play Together lúc 3 giờ sáng, xem người ta làm cái khỉ gì lúc 3 giờ sáng trong Play Together. Thì đấy là lý do vì sao mình đang mặc bộ đồ zombie này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với cả một cái thử thách nữa. Có nhiều bạn nói với mình là anh ơi, anh đi qua thăm nhà của các thành viên Hero Team đi, bởi vì là mọi người vẫn chưa quay clip và cũng như là mọi người kiểu không mở phòng để cho các bạn vào chơi. Thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn để đi khám phá nhà nha các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi khám phá nhà của các bạn. Nhà không phải nhà của các bạn, nhầm, xin lỗi, quên nhầm, nói nhiều cái nghịu mồm đấy. Ok, bây giờ qua khám phá nhà của một thành viên mà đã trang trí nhà xong rồi, chỉ có một thành viên thôi, đấy là Siro Official. Bây giờ mình sẽ qua trang trí tham quan xem nhà Siro, xem Siro làm gì trong hai ngày hôm nay nhá. Ok, đi rồi. Chào mừng các bạn đến với shophero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây có rất nhiều đồ chơi Minecraft, Mini World, Roblox và nhiều đồ cute khác, dịch vụ giao hàng tận nhà toàn quốc cùng với những sản phẩm chất lượng cao, lại còn được tặng kèm nhiều quà khuyến mãi đang chờ đón các bạn. Còn chờ gì nữa mà không chỉ cả ngày, shophero.vn để mang cả thế giới về nhà đi các bạn ơi. Rồi, ok, nhà của Siro Official. Ok, mình đã vào rồi đây. Ôi, Ro làm gì vậy trời? Ro đang đứng ngủ các bạn ạ, bởi vì lúc này Ro đang live stream. Nên mình đã gọi Ro là, ê Ro ơi, mở phòng cho anh vào tham quan nhà với. Thì Ro bảo ok, em mở phòng và Ro tiếp tục live stream với các bạn. Và ông ấy đứng ngủ đây luôn rồi. Đây nha các bạn, những người nào ở trong danh sách bạn bè của mình sẽ là Hero Team thật nha các bạn. Các bạn nhớ tìm ở trên này, các bạn, mình sẽ chỉ các bạn cách tìm này lại một lần nữa này. Đấy là các bạn gõ chữ, đây, gõ chữ Mr. Vịt IT, đấy, Mr. Vịt IT thôi và không gõ một cái gì khác. Sau ấn tìm kiếm bạn bè là các bạn sẽ tìm ra ạc của mình real nha. Còn cái người fake mình á, thì tên trông có vẻ giống mình nhưng thực ra là họ đặt thêm ký tự đặc biệt, nên là các bạn sẽ không nhìn thấy ký tự đặc biệt, nhưng mà nhìn tên thì lại giống mình, nhưng mà tìm kiếm thì chắc chắn là không ra đâu. Nên các bạn nhớ gõ chuẩn Mr. Vịt IT là sẽ tìm thấy mình. Và tất cả những ai kết bạn với mình trong này thì đều là Hero Team real 100% nha anh em. Đó, real 100%, các bạn nhìn nè, Hero Team thật nè, đó. Kamui mà có cấp 5 nè, Siro cấp 5 nè, Simi, thậm chí còn Simi có cấp 3. Và đây là ạc thật của Simi nha các bạn, là chỉ có 3.700 team và 83 sao thôi. Mà mấy cái ạc fake mà lên top 1, kiểu top mấy server luôn các bạn, mà mình cảm thấy rất là kỳ lạ luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại chủ đề chính, đấy là tham quan nhà của Siro xem có gì không ta. Anh em có ngửi thấy cái mùi gì không? Các ông có ngửi thấy cái mùi gì không? Tôi hỏi các bạn lại một lần nữa là các bạn có ngửi thấy cái mùi gì không? Nếu như bạn không biết mùi gì, mình sẽ mạnh dạn trả lời cho các bạn biết luôn. Đấy là mùi tiền phảng phất. Wow. Mùi tiền nó phảng phất đâu đây các bạn, nhìn ngôi nhà này. Vừa bước chân vào cửa nhà nhìn thấy cái đống núi này, mùi tiền nó bốc lên nồng nặc luôn các bạn. Đó, bây giờ thì chúng ta cùng đi tham quan nhà Siro nha anh em. Thì nhìn qua thì chúng ta thấy ngôi nhà của Siro rất là nhiều đồ luôn. Bước chân vào cửa thì mình thấy một đôi dép đậu xanh. Dép của ai đây? Ủa, dép của bạn nào đến chơi nhà Siro mà để quên cái dép đây trời? Ủa, ai để quên cái dép ở đây vậy? Và có một cái chỗ nằm nghỉ ở ngay trước cửa nhà ấy, bởi vì đây là khu vực bãi biển. Thì có vẻ như là chỗ bên này là Ro đã lấp rất là nhiều núi ở đây. Và thực sự là mình rất là muốn thử đếm, mình sẽ thử đếm cái núi nhá. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Khoảng đâu xương 13 quả núi ở đây các bạn, 13 quả núi ở đây. Các bạn nào biết chính xác giá của những quả núi này thì comment xuống dưới cho mình biết nha. Bạn nào mà biết thì chứng tỏ là pro dân chơi Play Together thì mới nhớ giá để mà comment luôn đó các em. Rồi ok, sạc mùi tiền luôn các bạn.
Và bên cạnh đấy nữa thì có một cái dòng thác nó đổ xuống đây, nó giống như kiểu là nước chảy đó bạn. Nền cũng được làm nền thành nền nước, các bạn nhìn trông rất là real luôn bạn ơi, cực real. Rồi ok, bên dưới này ấy, thì chúng ta có thể thấy là ở đây đang có mấy cái bãi, gọi là mấy cái ghế ngồi thì nó giống như kiểu bãi biển ấy, các bạn. Thì nó cũng khá là giống ở bên nhà mình. Thì cũng cùng một style chủ đề là biển cả các anh em, nên là nhìn khá là tương đồng nhau. Nhưng mà mình không hiểu là Rô lại kiếm ở đâu ra cái quả gọi là cột tổ giống như kiểu của mấy ông thổ dân các bạn, và đặt ở đây trông gọi là có khi nào mà nó đang định lập một cái thế lực thổ dân của nó không ta? What the hell? Đặt ở đây thì nó hơi không liên quan lắm đến cái chủ đề này các bạn, nhưng mà thôi không sao, miễn là có mà đặt ra thì là đẹp rồi. Ok, thì xương xương ở chỗ này, của cái chỗ này có gì ấy? À, có cái này là để chơi, để bật nhảy này các bạn ơi. Ok, cái này là cái gì ấy? À, ấn vô thì nó sẽ đốt cái đuốc này lên nè. Ok, cái này vẫn là đồ của thổ dân, nó không hiểu nó mua ở đâu ra cái này anh em ơi. Ok, bên này thì là cái bếp. Ủa cái cục này để làm gì ta? Ủa cục này có tác dụng gì trời? Ủa cục này để làm gì trời? Ok mình cũng không hiểu cục này để làm gì nữa. Bên này cái bếp lửa thì ấn ra ấn vô là nó sẽ gọi là tắt lửa và bật lửa nè. Đó ok biết ngay mà. Rồi ok, đi sâu vào bên trong một chút nữa thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều mùi tiền, các bạn biết tại sao không? Bởi vì bên trong này á là nó có cái một nguyên một cái hàng luôn, nguyên một cái hàng dừa và rất nhiều những cái núi này. Và những cái núi này á thì thường là nó sẽ gọi là gì ta? Nó sẽ khá là đắt, bạn nào biết giá chính xác thì comment xuống dưới để các bạn còn lại tự đếm số núi nha. Mình có hai câu hỏi dành cho các bạn. Đố các bạn biết trong phòng của Siro có bao nhiêu quả núi? Và thứ hai là tổng tiền cái phòng của Siro sẽ trị giá khoảng bao nhiêu nha. Cuối video mình sẽ bật mí số tiền mà Ro đã nạp vào đây nha các bạn. Rồi ok. Rồi thì bên này những quả núi đã được xếp, và chỗ này giống như kiểu Ro xếp thành một cái, như kiểu một cái sóng ấy, cái đợt sóng thần nó đổ xuống các bạn. Đó đổ xuống như này này, trông cũng khá là hay ho chứ. Đi sâu vào bên trong nữa thì chỗ này đáng nhẽ là có một cái cầu gọi là nhảy từ trên cao nhảy xuống, bởi vì là cái cầu này là cái cầu để nhảy ở trong hồ bơi. Nhưng mà do là Ro xây núi nên là Ro cũng lấp luôn rồi các bạn ạ. Đấy, những cái cầu nó phải đi từ dưới lên nè, nên là trong này nó bị trống mất một khoảng. Đấy, mình nghĩ là Ro có thể trang trí thêm một cái gì đấy bí ẩn ở đằng sau này, để cho những ai bắt cua vào đây thì sẽ phát hiện ra một cái chỗ bí ẩn ở trong này. Thì mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn, các bạn thấy sao, đúng không? Nếu mà thấy đúng thì comment xuống dưới nhá. Rồi ok. Rồi tiếp theo nữa, ui bên này là có nguyên một cái ngọn hải đăng luôn các bạn ơi. Hải đăng này là bằng Lego nhá. Ngọn hải đăng này bằng Lego này. Ê, hình như cái ngọn hải đăng này là Ro xây lên nha các bạn. Xây lên một cái ngọn hải đăng rất là to bằng Lego luôn. Ui, bên dưới là chân nó được bọc bằng mấy quả núi này. Ê, mình cảm thấy rằng là Ro như là nó có bị cái bệnh gọi là thích mấy cái ngọn hải đăng hay sao ấy. Bởi vì là trước Ro quay một cái video xây lâu đài kim cương với mình, Ro cũng xây lâu đài kim cương là giống ngọn hải đăng nha các bạn. Bên này á thì nguyên một cái bể cá này các bạn ơi. Một cái bể cá gọi là không có gì ngoài mùi tiền luôn. Được của nó đấy. Và thậm chí trong bể cá này mình thấy Ro đang trang trí ở đây là mấy cái con cá. Mấy cái con cá có vương miện và một con cá đuối là cá hiếm nha các bạn. Cá đuối này mình còn chưa có bao giờ câu được cá đuối, các bạn nhìn nào. Ở trong phần bách khoa toàn thư của mình còn chưa bao giờ câu được cá đuối đây này. Đó, mình còn chưa câu được cá đuối. Cái này phải kẹp, cá này phải câu ở khu vực vùng biển cả ngày. Ok, hôm nào mình sẽ làm một cái thử thách câu cá xong. Các bạn nào có thử thách câu cái cá gì cho mình thì nhớ để comment để mình làm thử thách thực hiện theo yêu cầu các bạn nha. Nhớ để comment nha. Rồi ok. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ leo lên cái nhà này đi. Cái nhà này được xây dựng theo cái phong cách là giống như kiểu là một cái nhà ở bên bờ biển, và nó đang chòi ra phía bên bờ biển, trông cũng rất là kiểu hợp lý luôn, cực kỳ logic luôn các bạn. Và bên trên này thì Ro đang xây cái gì ạ? Bên trên này, ồ cái nhà này cũng được xây bằng tay đấy các bạn ơi. Nhà này được build tay 100% này. Đó, trông rất là đẹp luôn. Bên trên này là cái gì đây? Ồ còn có cả ống khói nữa các bạn ạ, vãi chuối thật. Bên trong nhà thì chỉ có một cái giá sách, một cái chậu giá đựng chậu cây, và có thêm một cái tủ đựng quần áo. Ok. Tủ đựng quần áo nè. Ồ, và nhà người khác thì mình cũng phải làm gọi là thay đổi trang phục một tí chứ nhở. Đây, ok. Mình sẽ khoe cho bạn coi một cái trang phục khủng long nãy mình cũng cho bạn lướt qua rồi. Đây, bộ này thì mình còn chưa đủ đồ các bạn ạ. Mình còn chưa đủ đồ. Đây, ok, mình sẽ mặc tạm bộ đồ khủng long này đi. Mình vẫn còn đang thiếu cái chân của nó này các bạn này. Thiếu cái chân, ok. Rồi, ok. Tiếp theo nữa là chúng ta còn một chỗ nữa chúng ta chưa khám phá. Đấy là khu vực ở phía bên trên này. Đây. Ông Ro đang xây một cái cầu thang lên ở đường này, mà đáng nhẽ là nó phải lên ở đường kia cơ. Không hiểu kiểu gì luôn. Ok, trên này thì chúng ta đeo qua đây chúng ta phải nhảy qua, bởi vì bên này Ro lỡ chặn mất rồi. Ôi giời ơi. Chặn núi đá ở đây rồi nên là chúng ta cũng không thể làm gì được. Và chúng ta phải bắt buộc phải leo cầu thang và nhảy qua cái hàng rào ở tay lan can đây. Lên trên này thì nó lại mang một phong cách hoàn toàn khác biệt. Nó không phải là giống như bên dưới thổ dân hay là bãi biển nữa, mà nó lại biến thành một cái gọi là một cái gì à, vũ trường với dàn gọi là đèn loa sập sình hết nước chấm luôn. Đấy, bắn ra này, đấy, xịn chặt đấy. Đang đây mà nói chính xác giá thì comment cho mình biết nha. Mình thì không biết chính xác giá nó lắm, nhưng mà mình ngửi thấy cái mùi tiền các bạn, mùi tiền. Ok. Rồi, bên này thì là một cái quán bar. Cái quán bar này thì có thể ngồi đây và gọi là gọi đồ ăn thức uống ra giống như bình thường thôi, thì trông cũng khá là đẹp và xịn sò. Mình nghĩ là cái quán bar này Ro sẽ tự trang trí, các bạn biết tại sao không? Vì ngày xưa Ro đi làm bartender nên là chắc chắn là Ro sẽ tự trang trí cái phần này.
Và chỉ có một cái điểm đáng tiếc là mà mình đã nhận ra từ nãy đến giờ rồi, nhưng mà chưa biết là các bạn có nhận ra hay không. Mình sẽ cho bạn 5 giây để comment xuống dưới xem các bạn nhận ra không nhá. Mình sẽ cho bạn 5 giây. Bạn nào comment được đúng ở cái đoạn này bạn ấy mới vip vào đồ này. 5 4 3 2 1 Ok. Đấy, đáp án ở đây chính là Rô đã lấp cái lối đi xuống tầng hầm rồi. Còn nếu không, đáng lẽ ra cái nhà này chúng ta phải khám phá được cái tầng hầm nữa cơ. Nhưng mà Rô lấp luôn rồi, lấp hết đá ở đây rồi. Và chúng ta không xuống được thì chúng ta sẽ bị lãng phí mất một cái khoảng trống ở dưới khu vực tầng hầm đấy. Và bên cạnh đấy nữa thì nó đáng lẽ ra ở bên này nó phải có một cái, phải có một cái cánh cửa vào ở bên dưới cái tầng này, phải có một cái căn phòng nữa, nhưng mà Rô cũng lấp luôn rồi. Vậy là trong cái công trình này của Rô thì khá là đẹp các bạn ạ. Mình nhìn thì khá là đẹp nhưng mà nó lại lỡ lấp mất đến tận hai cái khu vực khoảng trống của cái căn nhà này rồi, nên mình cảm thấy rất là đáng tiếc cho Rô. Đấy, nhé, Rô phải xây ở trong đấy nữa thì hoặc là tận dụng nó làm một cái chủ đề gì đó trong đấy thì nó sẽ phù hợp hơn, đúng không anh em? Mình quay sau khi mà mình quay cái video ở review nhà của Siro. Và bây giờ mình có thể lướt nhanh cho bạn là Siro mới đổi lại thiết kế căn nhà một chút xíu. Và đây chính là cái thiết kế căn nhà mới của Siro Official. Và thực ra thì nó không có gì thay đổi gọi là quá nhiều so với cả cái thiết kế nhà cũ. Nó vẫn mang cái phong cách là đảo và biển, cũng như là nước chảy rồi thác nước. Kiểu như có một cái mà mình phải show các bạn, đấy chính là chiếc quả Rolls Royce này các bạn ơi. Quả Rolls Royce Phantom này của Siro được bày ở giữa nhà Siro. Và mình nghĩ rằng là đây sẽ là một trong những cái đặc điểm nhận dạng mà khá là gắt đối với những bạn nào là fan của Siro hoặc là fan của Hero Team mà muốn vào nhà Siro tham quan. Nếu như mà Siro fake thì chắc chắn nhà sẽ không có cái con Rolls Royce này đâu. Nên các bạn nhớ này, Rolls Royce này nếu mà chính tính ra tiền mặt ấy, nó sẽ trị giá đâu đấy khoảng là 16-17 triệu lận. Nên là chắc chắn là người fake sẽ không đủ tiền để mua cái này đâu, hoặc là không dám nạp tiền để đầu tư như vậy đâu. Nên các bạn nhớ là vào nhà Siro thì nhớ check lại và cứ có cái con xe này thì sẽ là nhà Siro nhá. Còn nếu mà không có con xe này ấy, thì chưa chắc là Siro thật đâu, và chắc chắn sẽ là fake, bởi vì là không ai người ta gọi là đủ tiền để đầu tư nhiều đến như thế, trừ khi bọn mình là YouTuber, bọn mình coi cái việc mà chơi game là một cái nghề thì bọn mình mới đầu tư thôi. Ok, các bạn nhớ nhìn kỹ để nhận biết nha. Và ngoài ra thì Siro thật còn có một con chó gọi là chó zombie level cấp, gọi là được nâng cấp, và con này thì cũng khá là mắc, cũng phải lên đến mười mấy triệu một con đấy các bạn. Đó, nên là các bạn nhớ là phân biệt nhà Siro bằng quả Rolls Royce kia là uy tín nhất nha. Ok. Và ok, vừa rồi thì mình vừa mới review cho các bạn xem nhà của Siro rồi. Các bạn chấm điểm cho cái ngôi nhà này, nếu mà thứ tự từ 1 đến 10 thì sẽ được mấy điểm, các bạn nhớ comment xuống dưới cho mình biết nha. Và nhớ đừng quên là ủng hộ cho mình bằng cách là like và ấn like video của mình, và sau đó tìm tên mình và thả tim cho mình nha. Và các bạn nhớ này, là mình nói lại một lần nữa là để mà tìm tên của bọn mình một cách chính xác thì các bạn chỉ cần ấn vào phần bạn bè, ấn vào tìm kiếm bạn bè và gõ tên mình, gõ là Mr. Vịt IT, IT chứ là YouTube, các bạn nhớ nha, Mr. Vịt IT ở đây. Rồi các bạn ấn tìm kiếm là các bạn sẽ tìm thấy tên mình ngay. Còn những cái người fake mình thì họ dùng ký tự đặc biệt thì sẽ không tìm được tên đâu. Và sau đó các bạn chỉ cần vào đây xem cái danh sách bạn bè của mình. Đấy, tất cả những cái người mà mình kết bạn ở trong này đều là người ạc thật hết các bạn. Đây là Simi Real 100% này. Đó, đặt tên là Simi OVO mà có bị người ta fake này các bạn này. Thì Simi hiện tại mới chỉ có cấp 3 thôi và được có 3,7k team và 3.700k team, 700 team á, và được có 83 sao thôi mà fake lên tận top 2 hay là top 4, top 5 gì ấy của server luôn các bạn ạ. Nên là rất là ức chế, nên các bạn cố gắng là hãy follow đúng người nha anh em. Và đừng quên là qua ủng hộ nhà cho Siro và nhớ chấm điểm nhà của Siro ở bên dưới comment nha. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Mr. Vịt quay mọi thứ trong Play Together. Ok, bye bye.